tin Canada và thế giới nhanh chóng trung thực chính xác Culture Channel kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada Hoàng Anh Tuấn Liêm cùng nhóm biên tập xin kính chào quý vị và các bạn chúng ta đang đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn một cuối tuần kéo dài Long Weekend lễ Victoria Day vui vẻ và an lành. Trong bản tin ngày 22 tháng 5 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức Canada và thế giới đáng chú ý sau đây. Bốn người tử vong khi dông bão nguy hiểm tràn qua tỉnh Ontario Toronto điều tra trường hợp đầu tiên nghi ngờ bị mắc bệnh đậu mùa khỉ Chính phủ Thủ tướng Trudeau bị cáo buộc không làm hết sức để bảo vệ người dân Canada khỏi lạm phát phải làm gì khi chúng ta bị đe dọa cướp xe hơi? Hai người bị thương sau vụ đột nhập nhà và xả súng ở Toronto. Ba thanh niên bị bắt khi điều tra về cuộc tấn công trường tiểu học Surrey ở tỉnh BC. Úc sẽ có thủ tướng mới. Lật đổ 9 năm cầm quyền của phe bảo thủ là một cú sốc lớn đối với hệ thống bầu cử của Úc. Mỹ cáo buộc Nga vũ khí hóa lương thực để phá vỡ tinh thần của người dân Ukraine. Giới chức New York điều tra trường hợp bị nghi ngờ mắc bệnh đầu mùa khỉ. Thực phẩm trong tương lai, bạn có thể ăn gì vào năm 2050? Nổ súng chết người ở South California và New Orleans trong hai ngày cuối tuần. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần thứ ba liên tiếp giành huy chương vàng tại SEA Games 31. Hãng xe Mercedes vừa bán chiếc xe đắt nhất thế giới với giá 142 triệu đô la Mỹ. Và trong phần tin chi tiết sẽ có những tin tức đáng chú ý khác. Mời quý vị theo dõi sau đây mở đầu với phần tin Canada cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Bốn người thiệt mạng khi cơn bão nguy hiểm tràn qua Ontario Một loạt các cơn giông nguy hiểm đã quét qua miền Nam Ontario vào thứ Bảy khiến cho bốn người thiệt mạng. Theo cảnh sát của tỉnh Ontario, một người đã chết và hai người khác bị thương sau khi một cây đổ đè lên chiếc xe kéo cắm trại của họ ở Brand County. Vào khoảng 12h30 trưa ngày thứ Bảy thì cảnh sát đã được gọi đến khu vực này. Đội cứu trợ đã chuyển tất cả ba người bị thương đến bệnh viện. Một người được cho là đã chết tại bệnh viện và những người khác được điều trị với vết thương nhẹ. Cũng liên quan tới cơn giông bão này tại một nơi khác ở vùng Pew thì một phụ nữ khoảng 70 tuổi đã chết sau khi một cây đổ trốn khi cơn giông bão tràn qua. Sự việc xảy ra khoảng 1 giờ 30 chiều. Cảnh sát vùng Pew cho rằng người phụ nữ được cho là đi bộ ở giữa hai ngôi nhà và bị cây đổ đè lên người. Đội cứu trợ đã cố gắng đưa bà ra khỏi gốc cây và đưa bà đến bệnh viện nhưng sau đó bà cũng không qua khỏi. Ngoài ra thì cảnh sát Ontario cho biết họ đang điều tra sau khi một người đàn ông 44 tuổi bị cây đè chết tại một ngôi nhà nhỏ ở gần Calabuki, tỉnh Ontario. Ở Quebec, cảnh sát Gatineau nói với Radio Canada rằng một phụ nữ 51 tuổi đã chết vì đuối nước sau khi một chiếc thuyền bị lật ở sông Ottawa. Trong khi đó thì cảnh sát ban đầu nói rằng họ nhận được một cú gọi cho rằng chiếc thuyền chở 15 cho đến 20 người đã bị lật trong cơn bão. Sau đó thì cảnh sát cho biết họ đã được gọi tới khu vực Humber Bay Shores West vì báo cáo về một chiếc thuyền buồm đang cố gắng vào đất liền. Đơn vị cảnh sát đã phản ứng cùng với nhân viên cứu hỏa và nhân viên y tế, nhưng mà cảnh sát nói rằng họ không thể xác định được bất kỳ thuyền hoặc là tàu nào bị mắc cạn hoặc là bị lật. Cảnh sát nói rằng không có dấu hiệu của bất kỳ ai gặp nạn. Môi trường Canada cho biết vào giờ cao điểm của cơn bão, gió giật có thể lên tới 100 km h và mưa đá đã đổ xuống ở một số nơi, và đồng thời khiến cho hàng ngàn người ở Mississauga bị mất điện. Hydro One cũng đang ứng phó với tình trạng mất điện do dông bão ở khắp vùng Nam Ontario. Công ty cho biết họ đang cố gắng khôi phục nguồn điện nhanh nhất có thể. Toronto điều tra trường hợp đầu tiên nghi ngờ là mắc bệnh đậu mùa khỉ theo Sở Y tế Công Cộng của thành phố, thì một người đàn ông khoảng 40 tuổi gần đây có tiếp xúc với một người đã đi du lịch tới Montreal đang bị điều tra. Một thông cáo báo chí chiều ngày thứ Bảy cho biết, mặc dù nguy cơ lây nhiễm cho công chúng là rất thấp, nhưng những người đã đến một sự kiện tại Asis Club ở 772 College Street vào ngày 14 tháng 5 và quán bar Woody nằm ở 476 Church Street vào ngày 13 và ngày 14 tháng 5 có thể đã tiếp xúc với người này. Người nhiễm hiện nay đã ổn định và đang hồi phục trong bệnh viện. Được biết, bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm từ động vật hiếm gặp, có thể lây truyền khi tiếp xúc gần với bệnh nhân qua chất dịch cơ thể, vết loét hoặc là vết thương trên da hoặc là các giọt của đường hô hấp. Virus cũng có thể lan qua vết cắn hoặc là vết xước của động vật bị nhiễm bệnh. Chính phủ Trudeau bị cáo buộc không làm hết sức để bảo vệ người dân Canada khỏi lạm phát. Nhà kinh tế học Thomas Sowell Từng cho rằng lạm phát chỉ là một cách lấy tiền của người dân mà không cần phải công khai tăng thuế. Số liệu mới nhất từ thống kê Canada cho biết, tỷ lệ lạm phát đã tăng vào tháng trước lên 6,8% là mức cao nhất trong 31 năm. Tất cả các mặt hàng thiết yếu đều tăng giá, giá rau tươi tăng 8,2%, giá thịt tăng 10,1% và bánh mì cũng tăng 12,2%. Chi phí nhiên liệu cũng ngày càng gia tăng đối với nhiều người và việc kiếm sống chẳng khác gì cố gắng đẩy hai cực dương của năm châm lại gần với nhau. Thủ tướng Trudeau và Bộ trưởng Tài chính Christia Freeland đã nhắc nhở mọi người rằng các yếu tố thúc đẩy lạm phát không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của họ và sự tồn động của chuỗi cung ứng và cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine là những thủ phạm chính khiến cuộc sống của người dân Canada ngày càng đắt đỏ, đặc biệt là đối với những người có thu nhập cố định. Một chuyên gia cho biết, các quan điểm của chính phủ về nguyên nhân của lạm phát là một tư tưởng trốn tránh trách nhiệm. Nhà kinh tế học Vi Victor Hayher của Đại học Carleton nói rằng những gì họ nói chỉ đúng nhiều nhất được 50%. Và ông cho biết, áp lực lạm phát đã rõ ràng có từ rất lâu trước cuộc chiến ở Ukraine và nó đã được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa lãi suất thấp kỷ lục, chi tiêu kích thích đại dịch và nhu cầu tiêu dùng bị dồn nén và ông cho rằng chính phủ đã quá tự mãn vì lạm phát ở mức sức thấp trong nhiều thập kỷ. Trong khi đó, Sohei Sehiv là giám đốc đổi mới kinh tế tại Hội đồng Hội nghị Canada, Conference Board of Canada, là hiểu rằng chính phủ liên bang đang ở trong một tình thế khó khăn, nhưng mà ông nghĩ rằng bà Freeland đã có thể làm được nhiều hơn trong ngân sách mùa xuân của bà. Và ông nói, không thể đề cập tới việc giúp đỡ cho người Canada trong tình trạng lạm phát dưới hình thức cắt giảm thối có mục tiêu và tạm thời, mặc dù là bà đã có nhiều không gian tài chánh hơn so với dự báo trước đây. Cả quốc gia khác, bao gồm cả Vương quốc Anh, đã làm như vậy. Alberta cũng đã làm như thế bằng cách loại bỏ thuế tỉnh bang 13% khỏi giá xăng. Lãnh đạo của NDP cấp liên bang, Jamil Singh, cho biết trong thời gian chốt phớn hôm thứ Tư, chi phí thực phẩm đã tăng 9,8%, mà lương của người dân chỉ tăng 3,3%. Tất cả những điều này cho thấy người lao động đang bị cắt giảm lương rất nhiều trong khi đó công ty dầu khí đang hưởng lợi nhuận khổng lồ thủ tướng có thể làm điều gì đó thay vì chỉ đứng nhìn thủ tướng và các bộ trưởng nội các khác thừa nhận người dân canada đang gặp khó khăn nhưng mà đã không đưa ra lời hứa giảm thuế nào thay vào đó thì họ cứ nhắc lại các sáng kiến về chi tiêu trước đây để giúp đỡ cho người dân canada các chuyên gia cảnh báo canada chỉ cấm huawei và zte sẽ không giải quyết được tất cả các lỗ hổng bảo mật 5g các chuyên gia đã cảnh báo canada cần tập trung cảnh giác hơn nữa vào việc tăng cường bảo vệ mạng không dây 5g của mình sau khi cấm huawei và zte vì quốc gia này còn kém xa về an ninh mạng quyết định cấm các gã khổng lồ viễn thông trung quốc tham gia mạng lưới đã đi kèm với lời hứa sẽ nhanh chóng ra luật để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các cuộc tấn công mạng các nhà nghiên cứu nói rằng luật đó sẽ phải đi kèm với các quy định và hành động hướng tới tương lai mà các lệnh cấm không giải quyết được mặc dù 5g đã được quảng cáo là an toàn hơn nhưng các mạng được tạo thành từ nhiều điểm kết nối và nhiều thiết bị hơn nhiều so với các mạng trước đây bao gồm cả mạng tiêu chuẩn 4g hiện nay điều đó đã khiến các chuyên gia cảnh báo rằng công nghệ này có nhiều cơ hội hơn cho những kẻ bất chính lợi dụng Mạng cũng được vận hành thông qua phần mềm thay vì phần cứng tập trung, khiến việc kiểm soát bảo mật khó được duy trì tại các điểm ngắt quan trọng. Chuyên gia cho biết, nhiều tiêu chuẩn bảo mật dành cho mạng 5G hiện là tùy chọn không bắt buộc để các công ty viễn thông tư nhân tự cài đặt và điều này khiến nhu cầu các quy định và sự thúc ép bổ sung là rất quan trọng. Và chuyên gia ước tính, có thể cần nhiều năm nữa thì 5G mới độc lập trên toàn quốc. Các chuyên gia nói rằng Chính phủ cần sử dụng thời gian đó để làm việc với các nhà nghiên cứu an ninh mạng để xác định các mối đe dọa đang nổi lên đối với 5G mà có thể chưa được biết đến. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết, chính phủ của ông đang hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tài chính lớn cũng như là các công ty khác trên toàn quốc để bảo vệ các mạng quan trọng khỏi những kẻ tấn công độc hại. Tuần này thì chính phủ tự do đã nói rằng quyết định cấm Huawei và ZTE chỉ là bước đầu tiên để chống lại kỷ nguyên tấn công mạng hoạt động ransomware và nỗ lực của các hacker tội phạm và những kẻ được nhà nước bảo trợ nhằm ăn cắp thông tin hoặc phá hoại cơ sở hạ tầng chính. Thưa quý vị, khi thành phố Toronto gần đây đang phải đối mặt với một loạt các vụ cướp xe bạo lực nhắm vào chủ yếu là các phương tiện xe cao cấp, chúng ta phải làm gì khi bạn bị đe dọa cướp xe hơi? Chuỗi vụ cướp xe mới nhất xảy ra vào đêm thứ tư khi ba nạn nhân riêng biệt bị đánh cắp xe của họ chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ. Cảnh sát tin rằng cả ba vụ việc đều có mối liên hệ với nhau và các nghi phạm phải được coi là có vũ trang và nguy hiểm. Đầu tuần này, tiền đạo Mitch Marner của đội Toronto Maple Leaf đã bị trộm chiếc xe Range Rover của anh ta bằng súng bên ngoài rạp chiếu phim Itobicoke. Anh ta không bị thương trong vụ việc, Chuyên gia tội phạm Mark Melderson cho biết, các vụ trộm cắp xe có thể đang gia tăng. Vì những vụ trộm gần đây dễ dàng hơn so với việc sử dụng công nghệ để mở khóa một chiếc xe đang đậu. Các vụ cướp xe bắt đầu và kết thúc chỉ trong 30 giây, và thủ phạm không quan tâm đến việc các nhân chứng lái xe ngang qua. Đó không phải là vấn đề của họ. Chính vì thế, cướp xe bằng bạo lực, dù nghe có vẻ nực cười, nhưng lại là cách dễ dàng hơn để trộm một chiếc xe nếu bạn đang bị nhắm tới bởi những kẻ trộm xe ông mendelson khuyên bạn nên tạo ra tiếng ồn để ngăn chặn những tên trộm ông nói nếu bạn thấy ai đó đang tiến về phía xe của mình và bạn lo lắng về điều đó cho dù đó là hai hay ba người hãy khóa cửa và có thể bật báo động bằng chìa khóa của mình những kẻ đó không thích sự ồn ào và không muốn gây sự chú ý tuy nhiên nếu có bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự an toàn của bạn ông mendelson nói rằng Hãy tuân thủ các yêu cầu của chúng và bỏ chiếc xe của bạn. Nếu bạn bị những người có vũ khí tiếp cận, hãy bỏ nó và để họ có chiếc xe này. Không đáng mạo hiểm mạng sống của bạn chỉ vì một chiếc xe. Ông Mendelson nói thêm rằng, nếu bạn cảm thấy mình đang bị theo dõi, hãy lái xe đến đồn cảnh sát hoặc là đồn cứu hỏa và gọi cho chính quyền. Nếu bọn tội phạm cố gắng lấy trộm xe của bạn khi có trẻ em bên trong, ông Mendelson nói rằng Khả năng là chúng sẽ để bạn đưa bọn trẻ ra ngoài trước khi lấy xe vì chúng không muốn có thêm gánh nặng. Hai người bị thương sau vụ đột nhập nhà và xả súng ở thành phố Toronto Hai người đã bị thương sau một cuộc đột nhập nhà và xả súng ở thành phố Toronto vào sáng sớm thứ Bảy. Các cảnh sát đã phản ứng với một vụ nổ súng tại một khu nhà townhouse phức hợp trên David Dunlap Circle trong khu vực đường Don Mills và Greenbelt Drive ngay trước 3 giờ sáng. Cảnh sát cho biết một nhóm người đàn ông đã cố gắng vào nhà qua cửa ban công và bắn một người. Theo cảnh sát, một người khác bị thương sau khi trúng đạn lạc. Một người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng, không đe dọa đến tính mạng, theo các nhân viên y tế. Nạn nhân được cho là sẽ bình phục hoàn toàn. Người còn lại bị thương đã không được đưa đến bệnh viện. Các nghi phạm được cho là đã bỏ trốn trong một chiếc xe màu tối mô tả về các nghi phạm vẫn chưa được công bố. Trạm xăng tại Canada đã hết xăng để bán trong đợt Long Weekend. Người dân đã có một khoảng thời gian nhẹ nhõm ngắn ngủi vào Long Weekend khi mà giá xăng giảm xuống dưới mốc 2 đô la một lít ở Ottawa. Giá đã giảm 10 xu, nhưng mà với nhu cầu đang tăng tại các trạm bơm, một số trạm xăng đã hết xăng để bán. Đó là trường hợp của trạm xăng ở trên đường Eagleson, nơi đã không có xăng trong nhiều giờ tất cả các máy bơm tại đây đã để bản thông báo hết xăng và xin lỗi vì sự bất tiện này. Nhân viên tại trạm xăng Kenata cho biết họ đã đợi một chiếc xe tải chở xăng tới từ khoảng 6 giờ 30 sáng cho tới 1 giờ 30 chiều. Sự chậm trễ có nghĩa là nhiều người đã không thể đổ xăng. Một mùa hè khó khăn đối với những người muốn thuê xe hơi. Vào đầu tháng này, cơ quan thống kê Canada đã công bố báo cáo đầu tiên trong một loạt các báo cáo về ngành công nghiệp xe cho thuê tập trung vào British Columbia. Báo cáo cho thấy quy mô của các đội xe cho thuê tại tỉnh đã giảm 30% vào năm 2020. Và trong khi các đội xe bắt đầu phục hồi vào năm 2021, chúng ta không thể quay trở lại gần với mức độ trước đại dịch do các công ty gặp phải khó khăn trong việc tìm kiếm xe để cho thuê. Một nguyên nhân chính cho là dẫn tới tình trạng thiếu xe cho thuê là tốc độ sản xuất xe mới đã chậm lại. Các nhà sản xuất xe đã bị đình trệ sản xuất do thiếu chip bán dẫn. Việc thiếu xe cho thuê đã làm tăng đáng kể chi phí thuê một chiếc xe. Theo thống kê Canada thì giá thuê xe đã tăng 30% vào năm 2021, trong khi tỷ lệ lạm phát chung ở mức 3,4%. Với việc mùa hè đã đến và hầu hết các hạn chế về Covid-19 được dỡ bỏ trên toàn quốc, các thông số du lịch dự kiến sẽ tăng trở lại. Hội đồng Thương mại và Du lịch Thế giới dự báo rằng đóng góp vào GDP từ lĩnh vực du lịch và lữ hành của Canada có thể phục hồi lên tới 157 tỷ đô la vào năm 2023, chỉ thấp hơn 0,8% so với mức trước đại dịch. Do vậy mà những du khách muốn thuê một chiếc xe khơi trong mùa hè này nên lập kế hoạch càng sớm càng tốt một du khách cũng đang chuyển sang một phương tiện di chuyển khác mới hơn, đó là chia sẻ xe hơi. Tương tự như Airbnb, dịch vụ chia sẻ xe hơi cho phép mỗi người cho người khác thuê xe của họ. Ở Canada, các dịch vụ chia sẻ xe hơi nổi tiếng bao gồm Turo và Enterprise Car Share. Các đảng tại tỉnh bang Ontario cam kết sẽ đưa ra các phương án về việc các tiệm cần xa tụng lại với nhau các đảng viên của đảng tự do và đảng dân chủ mới ndp của ontario đang cam kết xem xét lại mô hình cấp phép cho các cửa hàng bán cần sa mà họ cho rằng không có hiệu quả các cụm cửa hàng bán cần sa đã mọc sát nhau ở một số cộng đồng trong khi các thành phố tự trị khác của ontario đã cấm hoàn toàn các nhà bán lẻ dẫn tới điều mà một số người gọi là khả năng tiếp cận với cần sa không bình đẳng trên toàn tỉnh ông lấy ví dụ ở các khu vực pháp lý khác nơi có quy định về khoảng cách tối thiểu giữa các cửa hàng bán cần sa và nói rằng ông sẽ làm điều tương tự như thế ông mô tả việc các cửa hàng quá sát nhau là một tác dụng phụ trong cách tiếp cận của chính phủ bảo thủ cấp tiến để phân phối cần sa được hợp pháp hóa Trước đây vào năm 2018, chính phủ của đảng tự do đã lên kế hoạch mở 40 cửa hàng bán lẻ cần sa do chính phủ điều hành vào mùa hè năm đó, với một mạng lưới mở rộng lên tới 150 cửa hàng vào năm 2020. Đảng PC đã thay đổi mô hình bán lẻ cần xa vì họ cho rằng việc mở rộng số lượng cửa hàng và chuyển sang hệ thống tư nhân sẽ giải quyết nhu cầu tốt hơn và hạn chế doanh số bán ở chợ đen. Kể từ đó thì hàng trăm cửa hàng đã mở ra và một số cửa hàng chỉ cách nhau một khu phố Lãnh đạo của đảng NDP Andrea Howard đã đồng ý rằng các thành phố cần phải tham gia vào việc quyết định liên quan tới cận xa, nhưng mà cho biết bà sẽ mở lại cuộc thảo luận xung quanh việc này. Thủ hiến Đất Vô hứa hẹn sẽ có 1,5 triệu ngôi nhà trong vòng 10 năm ở London, Ontario. Nhà lãnh đạo của đảng bảo thủ cấp tiến, ông Doug Ford đã dừng chân ở thành phố London, tỉnh Ontario và hứa hẹn sẽ giảm chi phí mua nhà. Ông Ford cho biết kế hoạch là xây dựng 1,5 triệu ngôi nhà mới trong vòng 10 năm. Thủ Hiến cho biết chính phủ PC của chúng tôi đã xây dựng số lượng nhà mới kỷ lục với hơn 100.000 ngôi nhà chỉ trong 12 tháng. Đó là con số cao nhất trong một năm kể từ năm 1987. Ngoài ra, thì Thủ Hiến Ford cho biết Chính phủ PC của ông nếu được bầu lại cũng sẽ cập nhật kế hoạch hành động cung cấp nhà ở hàng năm để thực hiện các chiến lược xây dựng nhà nhanh hơn. Đảng Tự do Ontario sẽ có lực lượng đặc nhiệm để giải quyết các vụ cướp xe ở thành phố Toronto. Lãnh đạo đảng Tự do Ontario là ông Stephen Del Duca đã tuyên bố rằng nếu được bầu, ông sẽ hành động để chấm dứt chuỗi hành vi cướp xe đã gây ra ở thành phố Toronto gần đây. Nhà lãnh đạo đã cho biết ông sẽ cấm buôn bán, sở hữu, vận chuyển và cất giữ súng ngắn ở Ontario, cũng như trấn áp hoạt động buôn lậu súng ở biên giới. Mặc dù không có nhiều thông tin chi tiết được công bố về cách thức thực hiện chính sách này. Hôm thứ bảy, ông Dauduca nói thêm rằng chính phủ của ông sẽ ra mắt một lực lượng đặc nhiệm chống trộm xe hơi để giải quyết các vụ trộm xe do tội phạm có tổ chức điều khiển. Lực lượng đặc nhiệm sẽ bao gồm đại diện từ các lực lượng cảnh sát khác nhau cũng như các công tố viên cấp cao cam kết này ban đầu không được đưa vào cương lĩnh của đảng tự do. Trận thứ ba của Calgary Flames Sea of Red đã cháy vé trong vòng vài phút. Những người hâm mộ hy vọng được xem trận đấu của Flames vào Chủ nhật đã không thành công. Vé cho sự kiện đã có sẵn trực tuyến vào sáng thứ Bảy nhưng đã bán hết vé trong vòng chưa đầy một giờ. Khu vực Sam Redlot sẽ bị đóng vào Chủ nhật sau khi sân khấu bị hư hỏng một phần do gió mạnh hồi đầu tuần. Trận chiến ở Alberta hiện là loạt trận Best of Five, tức là loạt trận hay nhất trong 5 trận, sau khi mỗi đội thắng một trận. Đội Oilers đã lội ngược dòng để đánh bại Flames 5-3 vào tối thứ Sáu. Alberta ra mắt thẻ tham quan hàng năm để khám phá các địa điểm lịch sử lần đầu tiên sau một vài năm, tất cả 20 địa điểm lịch sử của Alberta sẽ mở cửa trở lại cho du khách. Alberta đang khởi động mua hè với các chương trình, sự kiện và hoạt động đặc biệt để giới thiệu cho du khách về di sản của tỉnh này. Tỉnh đang tung ra Experience Alberta's History Pass sẽ mang tới cho người Alberta một cách để đến tham quan tất cả các địa điểm không giới hạn số lần trong một năm. Thẻ tham quan này đã được phát hành kể từ ngày 18 tháng 5. Những người mang theo thẻ này có thể tới tham quan các chi tiết lịch sử và bảo tàng nổi bật, bao gồm Marks in Buffalo, Jump, Remington Carey Museum, Royal Alberta Museum, Royal Tyrrell Museum, Rutherford House, v.v. Thẻ hàng năm có giá từ 55 đô la cho người lớn và 125 đô la cho một gia đình và có thể được mua tại một trong những điểm được liệt kê ở trang web của tỉnh ba thanh niên bị bắt khi điều tra về cuộc tấn công trường tiểu học Surrey tại tỉnh PC. Tổng cộng có ba thanh niên đã bị bắt khi mà cảnh sát tiếp tục điều tra một vụ hành hung xảy ra tại trường tiểu học Hillcrest ở Surrey, tỉnh PC vào ngày 7 tháng 5. Vụ việc này đã được ghi lại trên video cho thấy một cô gái ở tuổi teen đang mắng một cô gái đang bị chảy máu ở mặt. Nhóm này đã chửi bới cô và đuổi theo cô trước khi dồn cô vào hàng rào dây xích cô đã bị bắt phải hôn lên giày của những kẻ tấn công trong khi xin lỗi ráo rít về một điều gì đó. Cảnh sát cho biết ba thanh niên đã bị bắt nhưng vẫn chưa bị buộc tội nhưng sẽ ra hầu tòa vào một ngày sau đó. Asian tại Surrey cho biết họ vẫn tiếp tục điều tra vụ việc. Vụ việc đã dẫn tới sự ủng hộ mạnh mẽ trong cộng đồng với một số cuộc biểu tình đã được tổ chức vào ngày Chủ nhật tuần trước để bày tỏ sự ủng hộ đối với nạn nhân là cô gái 15 tuổi này. Và đồng thời mẹ của nạn nhân cũng cho biết cô rất cảm ơn sự ủng hộ của cộng đồng dành cho gia đình cô. Cảnh sát Vancouver điều tra sau khi một người cao tuổi bị xịt bởi bình xịt gấu ở khu phố Tàu. Cảnh sát Vancouver đang điều tra vụ việc xảy ra vào ngày thứ Sáu. Với nạn nhân 87 tuổi, một cư dân trong khu phố đang đứng ở một trạm xe buýt gần với đường Pender và Columbia vào khoảng 11 giờ 40 phút sáng thì một người lạ mặt tới cần phải đưa ra những bình luận phân biệt chủng tộc. Cảnh sát cho biết kẻ tấn công đã dùng bình xịt chống gấu Bear Spray để xịt vào mặt của nạn nhân và bỏ chạy. Ít nhất là có một người qua đường đã dừng lại để giúp đỡ và một doanh nghiệp gần đó đã gọi 911. Vết thương của nạn nhân không nguy hiểm tới tính mạng, cảnh sát cho biết. Và đồng thời đại diện của cảnh sát nói rằng mọi dấu hiệu cho thấy vụ việc này hoàn toàn vô cớ và có thể được thúc đẩy bởi sự căm ghét chống người châu Á những người sống và làm việc ở khu phố Tàu xứng đáng được cảm thấy an toàn, được đánh giá cao và được tôn trọng. Sở Cảnh sát Vancouver, gọi tắt là VPD, đã công bố hai hình ảnh camera an ninh của nghi phạm vào ngày thứ Bảy. Theo VDP, thì các báo cáo về các hình vẽ và các vụ gây hận thù chống người châu Á ở khu phố Tàu đã lần lượt tăng 300% và 425% vào năm 2020 và 2021. VDP cho biết họ đã tăng cường tuần tra ở khu phố Tàu, trong khi các điều tra viên từ đội tội phạm thù địch đang nghiên cứu về cuộc tấn công vào sáng thứ Sáu. Nghi phạm được mô tả là nam giới cao 6 feet, tức là khoảng 1m82. Từ 30 cho tới 40 tuổi, anh ta mặc một chiếc áo khoác đen, quần sẫm màu, đội mũ lưỡi trai màu xám và đôi giày màu xám có viền đỏ, và anh ta có mang một chiếc ba lô màu đen. Các sản phẩm bơ đậu phộng JIF bị thu hồi do có thể nhiễm khuẩn Salmonella. Khả năng nhiễm khuẩn Salmonella là lý do tại sao công ty JM Smoker đã thông báo thu hồi tự nguyện một vài sản phẩm JIF được bán ở Canada vào thứ Bảy. Theo công ty, giải mã lô sản phẩm cho các sản phẩm bị ảnh hưởng là từ 1274425 đến 2140425. Một số sản phẩm bị thu hồi là Creamy Peanut Butter, Dark Roast Creamy Peanut Butter, Light Creamy Peanut Butter và Crunchy Peanut Butter. Người tiêu dùng được yêu cầu vứt bỏ sản phẩm ngay lập tức nếu họ sở hữu các sản phẩm được liệt kê. Việc thu hồi bao gồm một số kích cỡ và hương vị khác nhau của bơ đậu phộng, bao gồm Creamy, Crunchy và Dark Roast Creamy. Thương hiệu cho biết việc thu hồi đang được tiến hành với sự hợp tác của Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada. Điều này diễn ra sau khi một đợt thu hồi tương tự đã được công bố ở phía nam biên giới một ngày trước đó. Những người khỏe mạnh bị nhiễm Salmonella nên tự theo dõi một số hoặc là tất cả các triệu chứng như sau: buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy hoặc là tiêu chảy ra máu, đau quặn bụng và sốt. Trong một vài trường hợp hiếm gặp, Salmonella có thể dẫn đến các bệnh nghiêm trọng hơn bao gồm nhiễm trùng động mạch, viêm nội tâm mạc, viêm khớp, đau cơ, kích ứng mắt và các triệu chứng về đường tiết niệu. Những ai đã sử dụng và có những dấu hiệu này sau khi tiếp xúc với sản phẩm, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Người tiêu dùng có thắc mắc hoặc muốn báo cáo phản ứng cũng được yêu cầu liên hệ với công ty. Cảnh sát Ottawa bắt các tay đua đường phố vượt quá giới hạn 90 km một giờ. Hai tài xế dường như đã đua với nhau trên đường Strandhurst Drive vào tối thứ Sáu và đã bị tước bằng lái trong một tháng và bị giữ xe. Cảnh sát Ottawa cho biết hai người đua xe trên đường Strandhurst với tốc độ là 150 km một giờ, cao hơn 90 km so với tốc độ cho phép trên đường. Cả hai tài xế này đang phải đối mặt với cáo buộc đua xe trên đường phố và bị tước bằng lái xe trong 30 ngày và chiếc xe của họ đã bị tạm giữ trong 14 ngày. Đây là ngày cuối tuần thứ hai trong đợt thứ ba của chiến dịch Project Noisemaker của Sở Cảnh sát Ottawa xử lý tình trạng lái xe nguy hiểm, đua xe trên đường phố và các phương tiện ồn ào quá mức. FIFA sẽ công bố các thành phố đăng cai World Cup 2026 vào ngày 16 tháng 6. Theo nguồn tin mới nhất cho hay, FIFA sẽ công bố các thành phố đăng cai World Cup năm 2026 vào ngày 16 tháng 6 và Edmonton, Toronto, Vancouver là ba lựa chọn của Canada đang chờ nghe tên của họ. Tổng cộng có 22 thành phố là ứng cử viên đã đăng ký để tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu 48 đội Nam mở rộng sẽ được đăng cai tổ chức bởi Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Trong số lượng thành phố đăng cai ban đầu được chốt ở mức 16, giám đốc các giải đấu và sự kiện của FIFA cho biết con số cuối cùng vẫn chưa được xác định. Tại Hoa Kỳ thì có các lựa chọn nhiều hơn gồm có Atlanta, Boston, Cincinnati, Douglas, Denver, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nashville, New York, New Jersey, Orlando, Philadelphia, San Francisco, Seattle và Washington DC, Baltimore. Các thành phố ứng viên của Mexico là Guadalajara, Mexico City và Monterrey.